Màu đẹp quá. Em cũng vậy. Mình thì đẹp hơn nè. Đẹp qua đây xem đi. Ô, qua bên kia chờ một chút đi. Đẹp cái gì cũng đẹp. Đẹp quá. Đẹp quá. Chúng ta qua kia lựa đi, lựa đi. Nhìn xem. Đẹp quá. Đẹp quá. Qua đây xem đi. Nhìn kia có. Đừng có giỡn nha. Tao cũng muốn chơi. Đẹp quá. Cái này bán sinh cô đương. Lấy tụi hai cái vậy Thiên hả? Wow. Đẹp quá. Đẹp quá đồ thiếu gia con kìa. Kìa. Đó. Thấy không? Wow. Ờ lớn vậy sao? Đúng là đẹp thật á. Đúng vậy. Ờ đúng vậy con kìa, con xem con xem. Đó, con xem. Lễ hội năm nay đúng là khác với lễ hội mọi năm ha. Đẹp quá đi. Cả lắm cả lắm. Nhưng mà nếu như có Khương cô nương ở đây thì lễ hội chắc chắn sẽ càng đặc sắc hơn nữa. Tôi cũng thấy vậy á. Yên tâm đi. Sớm muộn cũng sẽ có ngày đó thôi mà. Thiếu gia, tôi tên cậu. Đi. À, quạt đi. À, khách quan, à, xem quạt đi. À, nè khách quan. Nè, cậu coi đi. Coi cậu có thích không? À, được. Nè. Ê, quạt đây, quạt đây. Quạt đủ màu đây. Ghé vô, ghé vô. Đi theo hắn. Lồng đèn đây. Lồng đèn đây. Thôi lại đây, lại đây. Chúng ta qua kia chơi đi. Đèn đẹp quá nè. Anh Hương đông hội đời. Bên này duyên hơn nè. Tại sao lồng đèn hai người mua lại đẹp như vậy? Còn cái đèn xấu xí này lại chừa lại cho ta. Đèn của em mắc mà. Đương nhiên mắc rồi, đèn của em là tốt nhất đó. Hay à. Ừ, thiếu gia. Đó chẳng phải là Lâm Nhược Phi sao? Hay cho tên Lâm Nhược Phi. Lần trước ở Miếu Quan đánh tôi thê thảm như vậy. Vậy thì hôm nay tôi phải cho anh nếm chút lợi hại mới được. Đi. Ủa. À, đứng yên. Mau giao món đồ lúc nãy ra đây đi. Lâm Dược Phi tên khốn nạn nhà ngươi, đi chết đi. Các con thật là. Sao vừa cho các con bước ra đường là đã gây ra chuyện vậy? Cha, tụi con đâu có gây chuyện gì đâu cha. Lần trước ở Miếu Quan. Đừng có nói nữa. Bác Thành. Dạ. Mau thu dọn đồ đạc cho nó. Ngày mai đưa nó tới Tượng Tự. Lão gia. Được rồi, mọi chuyện đã như vậy bà còn chiều nó nữa. Cha, con không muốn đi. Không muốn đi cũng phải đi. Lão gia, thật ra cậu còn muốn nói cái gì nữa? Cậu cũng đi chung với nó đi. Trang chủ, lần này làm khá lắm rồi. Đã nhận được đan dược rồi, nhưng không biết làm sao vận chuyển tới Quảng Châu. Tôi đã sắp xếp sớm, lần này chúng ta đi đường thủy. Vậy chúng ta làm sao thông qua được kiểm tra ở cửa vào? Thuyền hàng của Dung Thương Hải cửa vào đường thủy không bao giờ kiểm tra.
lần này chúng ta hoạt động bí mật. Trang chủ anh Minh. Người đòi lấy quạt của cậu, cậu điều tra rõ chưa? Dạ bẩm trang chủ, tôi đã điều tra. Một người tên Kỷ Thanh Dân là môn khách của Dung gia, người còn lại tên là Diêu Lập Trung, là đoàn trưởng của cục bảo vệ. Tôi thấy hai người họ không giống trong viên đảng. Tôi đã âm thầm phái người giám sát bọn họ rồi. Có tình hình gì lập tức báo tôi hay. Dạ trang chủ. Được rồi, được rồi. Tôi biết bà không nỡ xa con trai. Tôi cũng không nỡ mà. Nhưng bà phải suy nghĩ đi. Nó lớn như vậy rồi, suốt ngày rảnh rỗi ở nhà có tương lai hay sao? Để nó ở thế giới bên ngoài mài dũa một chút, có lẽ sẽ thành tài đó. Vậy cũng phải chọn một ngày tốt lành mới để cho nó đi. Không thể nói đi là đi. À, tôi lo là trễ chút nữa tôi không còn tức giận thì sẽ giống như bà không nỡ xa nó sao? Đường đến Thiệu Quan vừa xa vừa lạnh, tôi cũng phải may thêm vài bộ đồ cho nó đem theo chứ. À, thôi được rồi, bà thấy ngày nào đi sẽ tốt hơn đi. Tôi đã xem lịch rồi, sớm nhất thì cũng phải đợi tới mùng 1 tháng sau. Được, vậy thì mùng 1 tháng sau. Đại Thông, cậu làm gì vậy? Thiếu gia, tôi đang luyện công. Đợi tôi luyện công xong rồi tôi sẽ đi tìm tên họ Lâm đó, báo thù cho thiếu gia. Trời ơi, xuống đây. Hả? Làm gì thiếu gia? Trời ơi, mau xuống đây đi. Tôi không xuống đâu, đang luyện công mà. Bị cậu đứng sập luôn rồi nè. Cái gì? Đâu vậy thiếu gia? Đâu? Trời đất ơi, cái này là của tôi mà, đâu phải là cái dành cho loại người mập như cậu đâu chứ. Cậu đứng sập rồi, tôi lấy gì luyện nữa. Mau xuống đi. Xuống. Nè, tối qua chuyện tôi kêu cậu nghỉ, cậu đã nghỉ xong chưa? Chuyện gì vậy thiếu gia? Nè, làm sao mới có thể không đi từ Ân Tự? Thiếu gia, tôi không thông minh lắm, cậu tự nghĩ cách đi mà. Cái này liên quan gì tới thông minh hay là không chứ? Rốt cuộc cậu có nghĩ ra chưa vậy? Tôi cảm thấy tới từ Ân Tự cũng tốt mà, cậu có thể học tốt võ công. Thiếu gia, sao cậu không thích đi vậy? Bị cờ rồi hay sao vậy? Tôi đi từ Ân Tượng cái là nửa năm hay là một năm gì đó phải không? Hả? Tôi là ai hả? Tôi là Trung Khoan Phật Sơn mà. Sao Phật Sơn có thể rời xa tôi được chứ? Hơn nữa, Khư cô nương nhất định sẽ không đỡ để tôi đi đâu. Thiếu gia, là cậu không nỡ xa Khương cô nương thì có. Thiếu gia, cậu có thể tới chỗ phu nhân, kê phu nhân á, tới chỗ lão gia cầu xin giùm cậu. Đúng ha, khá lắm khá lắm. Được rồi, đi luyện công đi. Khoan, còn đứng nữa thì sao vậy? Đánh bao cát đi. Đánh bao cát. A Khoan, chuyện này mẹ thật sự không thể giúp con được. Mẹ thật sự nhẫn tâm để con tới từ An Tự thật hay sao? Ai biểu con không hiểu chuyện như vậy. Mẹ cảm thấy để con đi từ Ân Tự đúng lúc tu tâm dưỡng tính không phải tốt lắm sao? Khoảng thời gian một năm sẽ trôi nhanh lắm. Hả? Một năm? Mẹ, chẳng phải mẹ thương con nhất hay sao hả? Mẹ giúp con đi khuyên cha đi mà mẹ. Sao con biết mẹ không có khuyên cha chứ? Có điều
Mẹ cảm thấy cha con nói cũng có lý lắm. Ông ấy chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu con cứ không hiểu chuyện như vậy, đi gây thị phi khắp nơi, thì con sẽ trở thành người vô dụng. Mẹ, nếu như mẹ không giúp con thì không ai giúp được con đâu. Con hãy ngoan ngoãn tới Từ Ân Tự đi hả? Học hỏi thật nhiều ở chỗ sư thúc hả? Được. Khoảng 2-3 tháng nữa. Mẹ nhất định kêu cha con tới đó đón con về đây, được chưa? Mẹ à, 2-3 tháng lần đó là 2-3 tháng cơ. 2-3 ngày con không gặp được mẹ là con đã suy sụp rồi. Mẹ ấy, mẹ, mẹ đừng khóc mà hả? Con đi, con sẽ nghe lời của mẹ. Con không học thành tài sẽ không về gặp mẹ. Mẹ đừng đau lòng nữa nha. Con ngoan lắm. Anh Hiếu Gia, lại đây, gì lại vậy đây. Hả? Trời ơi, nè, sao vậy? Sao rồi? Không cần đi nữa đúng không? Hả? Em biết từ nhỏ mẹ đã rất thương anh, mẹ chắc chắn không nỡ để anh đi. Tôi quyết định đi, không muốn để cha mẹ thất vọng. Wow, Hiếu Gia, cậu trưởng thành rồi. Nói cái gì vậy hả? Anh định đi làm hòa thượng thật hay sao? Anh không cần Khương Văn Anh nữa hả? Sao cho tới bây giờ em vẫn không hiểu anh vậy hả em của anh? Anh là Dung Khoan Phật Sơn đó, sao có thể tới Thiều Quang làm hòa thượng được? Vậy thì em yên tâm rồi. Anh anh cũng sắp đi rồi đó. Anh đi chơi với em một chút đi. Ờ được chứ. Chơi chút nào hay chút đó. Tranh thủ thôi. Lần đầu đi chơi. Đại Thống à? Mau nghỉ đi à, đúng. Nhiều người là được. Lần này... đi đâu cũng được à. Mau lên, mau lên. Nào, nhanh đi. Cái này là kiểu của ai vậy? Hả? À, thiếu gia phải hỏi họ đó. Hả? Ý? Ở đâu nhìn ra vậy xem. Wow, khá lắm cái đó. Cái kiểu này đẹp quá luôn. Hey. Này nè, đây là kiểu của ai vậy hả? Là quan thiếu gia tặng đó. Cậu ấy đợi tiểu thư nãy giờ, thấy tiểu thư không ra đây nên đi về trước rồi. Xem ra thiếu gia này cũng đã bỏ không ít công sức. Hey, này nè, em nhìn kiểu đi, đẹp biết mấy ha. Bây giờ em sẽ vào nhà lấy cây kéo cắt nát rồi sau đó trả cho họ, coi hắn còn dám tặng đồ lung tung nữa không. Hey, này nè, trời, em đang làm gì vậy? Em nhìn kiểu đi, ít nhiều gì cũng là tấm lòng của người ta mà. Hay là em lên đó ngồi xem coi có thoải mái không. Anh, sao anh nói chuyện thay cho tên khốc ghẻ đó? Anh bị mua chuộc rồi đúng không? Nói bậy quá. Anh của em là loại người dễ dàng bị người khác mua chuộc được vậy sao? Hơn nữa, quan thiếu gia thật sự là cốc ghẻ đồ ăn thịt thiên nga đó, lại theo đuổi em. Nhưng mà tinh thần một lòng một dạ đối với một người như vậy, anh thấy rất đáng để đồng chiên. Em biết rồi. Anh đây thích Khương Văn Anh, nhưng người ta bỏ mặt anh, cho nên anh cảm thấy anh và tên cốc ghẻ đó cũng có chút xíu giống nhau, đúng không? Em đừng có mở miệng ra là kêu cốc ghẻ nha. Người ta có họ có tên đàng hoàng hả? Quan trọng á, đừng có chà đạp đồ tốt mà. Đúng rồi, đúng không?
Nè 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 nè, thêm qua đây nè, vào trong thử xem hả. Sao hả, thoải mái không? Thoải mái lắm anh. Anh cũng vào đây thử đi. Thoải mái ha. Hai người ngồi chung còn dư sức luôn mà. Nếu như em cắt nát đó thì đúng là đáng tiếc thiệt đó. Ê, anh thấy lát nữa em ngồi kiểu này ra ngoài hóng gió, xong chuyện rồi em đi trả cho quan thiếu gia. Đúng đó. Được, vậy anh đi với em. Không được. Không được. Cái kiểu này nhìn là biết của con gái ngồi rồi. Nếu mà anh ngồi trong đó e rằng sẽ quỷ quậy danh tiếng cả đời. Thôi em đi đi hả. Thiếu gia, tại sao chúng ta không đi chơi chung với tiểu thư? Gì đâu á. Lát nữa tôi phải đi nói lời tạm biệt với Khương cô nương. Em gái của tôi và Khương cô nương giống như nước với lửa vậy. Đi thôi. Đi. Nhanh đi. Bên này. Mẹ. Mẹ đi đường cẩn thận. Nếu tới Thượng Hải không tìm được ông ngoại thì nhớ quay về tìm con đó. Vân Anh à, cha con tính tình không tốt, con đi theo ông ấy sẽ cực lắm. Hay con đi theo mẹ tới Thượng Hải đi. Cha nhất thời bị Du Quan giá họa, chịu sự đả kích rất lớn, trong lòng rối loạn. Con phải ở lại đây chăm sóc cho cha. Những chuyện trước đây xảy ra ở Sơn Trang Tịnh Thủy, cha con có biết không? Lúc đó chúng ta dựa vào mặt mũi của Dung lão gia mới được cứu ra ngoài. Nếu con nói cho cha biết chuyện con bị bắt cóc, với tính cách của cha nhất định sẽ đi đòi lại công đạo. Lúc đó e rằng sẽ gây ra chuyện lớn hơn nữa. Vân Anh, đúng là làm khó cho con. Bình thường cha con thường hay lải nhải không có con trai, nhưng mà con trai làm gì chu đáo như đứa con gái như con. Cha chỉ là tính khí nóng nảy, chứ không phải là người không nói lý lẽ. Chỉ là nhất thời cha không thể xuống nước mà thôi. Mẹ, cho cha thêm một chút thời gian có được không? E rằng cha con chỉ nghĩ tới sĩ diện của mình, không nể tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm qua. Cậu nói xem, mẹ vì ông ấy cực khổ cả đời, tới cuối cùng lại phải ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy. Mẹ là một người có máu có thịt, cậu nói xem trong lòng mẹ cảm thấy ra sao. Mẹ, cha chỉ là nhất thời ăn nói hồ đồ. Thật ra trong lòng cha rất quan tâm tới mẹ. Sau khi hai người chia tay, ngày nào cha cũng uống rượu, dường như cả người đều thay đổi hết. Vân Anh à, sau khi mẹ đi rồi, con nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nếu cha con không tốt với con thì con tới Thượng Hải tìm mẹ, biết chưa? Mẹ, còn một chuyện mà con quên nói cho mẹ biết nữa. Con làm mất ngọc bội rồi, nhưng mà con sẽ cố gắng tìm lại nó về đây. Được, không tìm cũng được. Vân Anh à, con đã trưởng thành rồi, mẹ nên đem câu chuyện của miếng ngọc bội đó nói con biết.
lúc con còn nhỏ, cha của con và Du Trọng Đạt, quan phụ mẫu ở địa phương chúng ta, kết nghĩa kim lan, kết làm huynh đệ sinh tử. Vào lúc con còn trong bụng mẹ đã định sẵn hôn ước, nói là nếu sinh ra con gái, đợi khi con trưởng thành sẽ gả con vào trong Du gia. Công tử Du gia khôi ngô tuấn tú, thông minh hiếu học, lớn hơn con 5 tuổi. Vì để đề phòng bất trắc, họ đã đem ngọc bội chia thành 2 miếng, Du công tử và con mỗi người một nửa, để sau này nhận lại nhau. Nhưng mà vào năm con được 4 tuổi, Du gia gặp phải tai kiếp, cả gia đình chết hết trong nhà. Sau khi cha con nhận được tin tức, lập tức đi tới Du gia, chỉ nhìn thấy từng cái thi thể, nhưng chỉ duy nhất không thấy thi thể của Du công tử. Cho nên bao nhiêu năm qua, cha mẹ đều hy vọng rằng kỳ tích có thể xuất hiện, hy vọng hắn tìm được chúng ta. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua rồi, vẫn không thấy hắn xuất hiện. Chắc là Du công tử không còn sống trên đời này nữa. Giang Anh à, mẹ, con hãy bảo trọng đó. Nếu cha con không tốt với con thì tới tìm mẹ biết chưa. Anh Hổ Tử, sao ngọc bội của anh lại giống với ngọc bội của em vậy? Giang Anh, em có biết không, khi em lớn lên sẽ là vợ của anh. Anh Hổ Tử, vợ dùng để làm gì vậy? Vợ mà em cũng không biết, chính là sinh con cho anh đó. Ờ, Hồng Thái, Hồng Thái, Hồng Thái. À quá, có chuyện gì sao? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, cậu trốn tránh như vậy cũng không phải cách hay. Thôi thì hãy rời khỏi Phật Sơn, đúng lúc hôm nay có chuyến tàu đi Thiên Tân, và cậu đi tới đó vẫn còn kịp giờ. Hành lý tôi đã chuẩn bị xong cho cậu rồi, cầm lấy. Cậu còn đang nghĩ gì vậy? Đi thôi, đi thôi. Đại Tông, nhanh đi, mà lên, chúng ta tới chạy là cô đừng đi với mẹ cô ấy đó, phiền phức lắm. Thiếu gia gấp gáp làm gì, cùng lắm tôi mua vé tàu để cho cậu đi với cô ấy. Thiếu gia, trời ơi, đi cái đầu cậu đó, đưa con bất hiếu cho tôi, sao có thể bỏ đi với người khác được. Thiếu gia, mệt muốn chết luôn à. Khương cô nương, đại thẩm đi rồi sao? Tôi còn lo là cô đi theo bảy nữa đó. Tôi ở đây với cha tôi, chứ không có đi chung với mẹ tôi. Khương đại thẩm, bà yên tâm đi, tôi nhất định chăm sóc tốt cho Khương cô nương. Tôi không cần anh chăm sóc. Không phải chứ, lúc nãy tôi đã hứa với mẹ cô là phải chăm sóc tốt cho cô rồi. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu điểm, tứ mã đan truy. Từ nay về sau tôi phải đi theo cô thật là sát, chăm sóc cho cô, bảo vệ cô. Hả? Không cần đâu, cha tôi sẽ chăm sóc tôi. Nhắc tới cha cô lại bực mình à. Lần trước vô duyên vô cớ, tại sao cho cô uống nhiều rượu vậy chứ? Rượu đó không phải cha tôi cho tôi uống đâu, là bản thân tôi cứ đòi uống. Vậy cô không thể vì cha cô
Mà cha đạp mình với chị. Cảm ơn ý tốt của anh. Chỉ cần cha tôi và mẹ tôi làm lành, tôi làm gì cũng được hết. Khương cô nương, tôi biết khoảng thời gian này cô vì chuyện của cha mẹ cô mà phải phí quá nhiều sức. Lần trước tôi bỏ thuốc cho cha của cô, không lẽ cô còn giận tôi hay sao? Tuy thủ đoạn của anh không hay ho cho lắm, nhưng cũng tránh được một cuộc chiến không đáng. Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn anh. Nhưng lần này sau khi cha tôi tỉ võ thua rồi, tâm trạng luôn không ổn định. Nếu lại cố chấp muốn tỉ võ với cha anh thì rất khó ngăn cản. Chúng ta đi thôi. Ừ.